Quang Minh xin kính chào toàn thể quý vị, xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư cũng như là anh chị em môi giới và quý khách hàng thân thương của Quang Minh. Lời đầu tiên cho phép Quang Minh xin gửi đến toàn thể quý vị tất cả mọi người một lời chào thân ái và một lời chúc tốt đẹp nhất. Trong cái video này, Quang Minh sẽ chào đến cả nhà mình một lô đất khá là đẹp. Lô đất có chiều ngang là 60m theo mặt tiền đường kênh này nha các anh chị. Ở đây là cái đường kênh nè, đường bờ kênh. Xe hơi vào tới nơi nha, xe hơi vào tới đất nha các anh chị. Lô đất thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đất có trồng cây cao su, còn trồng cây cao su nha các anh chị. Trên đất có đang trồng cây cao su. Đây, cái cuốn sổ đất của mình đây. Tổng diện tích là 4.647,8m, đất trồng cây hàng năm khác. Địa chỉ là xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Bản vẽ hiện trạng này cả nhà. Hơn 60m ha. Trước đất là để cái đường là bờ rạch, là đường đất á. Giữa là cái rạch, bên kia cũng là bờ rạch luôn. Phía bên hông, dọc theo cái bên hông miếng đất là có cái mương nhỏ nha các anh chị, mương nước ha. Bờ rạch. Đó, miếng đất 4.647,8m, đất trồng cây hàng năm. Chức năng khu đất này là khu dân cư kết hợp sản xuất nha các anh chị. Khu dân cư kết hợp sản xuất. Mặt tiền được kênh bờ kênh này. Bây giờ để Quang Minh test cái quy hoạch cái cuốn sổ đất này, xem nó có phải là thuộc khu dân cư kết hợp sản xuất hay không nha cả nhà. Bây giờ mời quý vị theo dõi Quang Minh test cái quy hoạch cái miếng đất này nha. Bây giờ Quang Minh vào cái xã Phú Mỹ Hưng ha. Xã Phú Mỹ Hưng đây nè các anh chị. Mình test cái quy hoạch coi thử thửa đất bảy ba chín. Có những sổ mà nó mới là mình tìm cái số thửa nó không có ra nha các anh chị. Tại vì nhiều lúc là người ta gộp từ hai cuốn sổ á, cho nên là nó không có ra. Đây. Ví dụ ngày xưa là nó bản thân nó là có hai cuốn sổ nè, một cuốn là thửa 98 nè. Một thửa 99, hai cái thửa đất này gộp lại, cho nên là bây giờ nó chưa có thể hiện cái số là 739 trên cái file quy hoạch này, cho nên là mình tìm không ra ha. Nè, phía bên hông nó có cái mương nữa nè các anh chị. Đó, miếng đất của mình nè. Ở đây là bờ rạch nè ha, bên đây cũng bờ rạch. Cái này tên gọi cái rạch này là rạch Thai Thai ha. Tên gọi cái bờ rạch này là rạch Thai Thai. Cái rạch Thai Thai rồi suối Thai Thai nè. Cái gì? Lai Thai. Suối Lai Thai. Còn cái này là rạch Thai Thai. Cái rạch này nó chạy ra tỉnh lộ 15 luôn nha các chị. Nè, ở ngoài đây là đường tỉnh lộ 15 nè. Bây giờ Quang Minh copy cái thửa đất này. Chính xác cái thửa đất mình là nằm đó nha cả nhà. Mình bồi hết cái thửa đất này.
Ở đây nó có nhiều cái tọa độ ranh cho nên là mình vào cái ranh ha, còn mình bắt vô. Đây nè các anh chị. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới nè, xã Phú Mỹ Hưng nè. Điểm dân cư nông thôn số 1. Thửa đất mình đây, còn mình mới bắt vô đây. Ký hiệu cái khu này là số 102. Rồi bây giờ Quang Minh vào cái một phần 2000 nè, chi tiết nè. Kéo xuống tìm tới số 102. Cái một phần 2000 này nó tới có nó 152 cái ký hiệu lận nha các anh chị. 152 của mình là 102. Số 102 đây, điểm số 1 đây. Rồi con mình bắt cái thửa đất mình vô ha. Đó. Đây thửa đất mình đây nè các anh chị. Con mình tô đậm lên cho cả nhà mình dễ hình dung. Cả nhà mình chịu khó xem nhưng mà được việc mình, nhiều lúc anh chị mình thích rồi là cái có cái thông tin quy hoạch rõ ràng rồi, anh chị mình an tâm, cảm thấy ok rồi mình đi xem mình mua. Chứ khi mà xem xong rồi đi xem quy hoạch mà nó không có nằm trong khu dân cư mà mất công cho các anh chị lắm, kể cả Quang Minh cũng mất công, Quang Minh dẫn đi xem. Cho nên là Quang Minh làm bất động sản lúc nào cái sản phẩm nào Quang Minh ở nhà Quang Minh cũng test trước hết. Trước khi đi xem là Quang Minh đã test coi như cái sản phẩm bất động sản đó nó thuộc chức năng nó như thế nào, khu dân cư gì, mình thấy ok là mình mới đi xem. Chứ nếu mà nó không ok mình đi xem nó mất thời gian nha các anh chị. Thường là Quang Minh làm video á, là Quang Minh đi tới nơi ngay miếng đất Quang Minh quay luôn á. Lúc trước á, Quang Minh quay từ cái đường lớn vô tới vị trí đất luôn, nhưng mà tại vì đợt này là cách ly xã hội toàn thành phố cho nên là cũng Quang Minh hạn chế không có đi ra ngoài. Cho nên bây giờ Quang Minh ở nhà làm như thế này thì cũng thực sự thì cũng chi tiết rồi. Có điều nó không có khá rõ ràng và chi tiết giống như mình đi thực tế được. Mong cả nhà mình thông cảm nha. Đó, cái để Quang Minh xem nè. Cái đường này là đường ngoài là đường Phú Hiệp nè. Đường này đường Phú Hiệp. Đường Phú Hiệp nha các anh chị. Ở ngoài đây khu dân cư hiện hữu khá là nhiều ha. Đường Phú Hiệp này là nó chạy từ tỉnh lộ 15 vô nè. Ở ngoài đây là có cái cầu Thai Thai nè. Cái cầu Thai Thai này là cái rạch Thai Thai của mình là đi ra cái cầu Thai Thai này. Đường này là đường tỉnh lộ 15. Tỉnh lộ 15 đây các anh chị. Ở phía sau từ phía sau cái miếng đất của mình đây nha cả nhà. Từ phía sau miếng đất này nè. Nằm đâu cái đoạn giữa này nè. Có một miếng ngang 10 nha. Ngang 10 nó chạy ra tới cái mặt tiền đường Phú Hiệp này. Đường Phú Hiệp ở ngoài đây là đường nhựa nha các anh chị. Đường nhựa thông ha. Cái miếng ở ngoài đây là ngang 10 nè. Ngang 10 dài đâu khoảng 60 á. 60 sáu mấy gì á. Nó cũng là đất trồng cây hàng năm luôn. Cái miếng ở ngoài này cũng vẫn chủ vẫn kêu bán luôn nha các anh chị. Nếu cả nhà mình mua cái miếng mời ở ngoài này á, là nó nói giá đo, nó giáp đuôi với cái miếng đất 4.000 mấy này, thì cả nhà mình đi từ cái đường Phú Hiệp vô vẫn được. Cái miếng ở ngoài này chỉ có 1.530.000.000 thôi. Thì khi nào mà cả nhà mình muốn xem cái lô đất 10 mét nó đâu đích với cái lô này á, thì Quang Minh sẽ cung cấp cho cả nhà mình xem nha. Còn hiện tại bây giờ là Quang Minh chỉ biết cái thông tin như vậy mà chính xác 100% nha các anh chị. Có một miếng đâu đích đây. Đó, bây giờ con Minh cho cả nhà mình xem cái ký hiệu cái đất này là đất gì nha. Đây màu xanh lá nè các anh chị. Màu xanh lá nè. Đó. Đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Nha cả nhà.
đất ở nông thôn kết hợp sản xuất. Khu vực này là cái đất ở nông thôn kết hợp sản xuất khá là nhiều ha. Đó. Rồi ok nha cả nhà. Lô đất này là có giá bán là 4 tỷ 900 triệu đồng nha. Chưa đầy 1 triệu mốt một mét vuông nha các anh chị, mà nằm trong khu dân cư ha. Gần tỉnh lộ 15. Để Quang Minh đo coi. Đo từ cái miếng đất ra tỉnh lộ 15 là bao xa. Đại khái một điểm này đi. Đi đường chim bay đi. Đi đường vòng thì nó xa hơn chút nha cả nhà. Bao nhiêu mét đâu? 603 mét nè các anh chị. Nếu đi đường chim bay á, không có đi đường vòng là 603 mét. Gần tỉnh lộ 15 nha anh chị. Tỉnh lộ 15 mình chạy vô cái đường Phú Hiệp, xong rồi cái đường Phú Hiệp mình chạy vô đây. Đường này là đường Phú Hiệp nè. Ngay cái cầu chân cầu Thay Thay là có cái mình ở hướng mình thành phố mình đi lên là gặp cái qua cầu là có cái đường Phú Hiệp rẽ vô. Xong là mình chạy vô miếng đất này nha anh chị. Rồi. Sổ Quang Minh đã quay, con đường Quang Minh đã quay rồi. Quy hoạch Quang Minh cũng đã xem cho cả nhà mình rồi, giá cũng báo rồi, 4 tỷ 9 trên tổng diện tích là 4.647 m đất trồng cây hàng năm ha, chiều ngang phía trước là 60 m. Chiều dài dài khoảng 70 mấy mét nha các anh chị. 70 mấy gần 80 m ha. Giá bán 4 tỷ 9. Số điện thoại của Quang Minh là 0937234579 nha các anh chị. Cả nhà đừng quên đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo nha. Để Quang Minh làm những video Quang Minh up lên kênh thì cả nhà mình theo dõi và có cơ hội sở hữu được những bất động sản đẹp giá rẻ từ kênh Bất Động Sản Quang Minh nha các anh chị. Quang Minh xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã đồng hành với kênh Bất Động Sản Quang Minh trong thời gian vừa qua. Quang Minh sẽ cố gắng phấn đấu và tìm những bất động sản đẹp, giá cả hợp lý, thông tin quy hoạch rõ ràng. Quang Minh sẽ làm video up lên kênh cho các anh chị mình xem tham khảo nha. Quang Minh xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị. Bye bye cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình được an nhiên, hạnh phúc và thành công.